Xin chào các bạn nha. Thì cái video trước á, mình đã nói về cái thể trạng của thằng La Thứ rồi. Thì bây giờ video này sẽ là đua thứ. Tại thằng Si Thứ á, là hợp âm nó quen thuộc rồi, mà bản thân nó cũng làm không trạng rồi, cho nên là mình không có làm video về cái nó nữa. Thì ở trên kênh mình cũng có rất là nhiều video nói về cái âm Si Thứ rồi, có cái bấm đơn giản và phức tạp của nó, kể cả trạng luôn. Rồi thì cái hợp âm đua thứ ngày hôm nay á, là mình cũng dựa trên cái thằng La Thứ các bạn. La Thứ, thiệt ra bản chất của thằng Si Thứ á, là nó cũng dựa vô cái thằng La Thứ mà. Tại vì La Thứ ở này, Si Thứ nó sẽ bè, nó cao hơn một cung. Thì các bạn bấm cái công thức như thế này nè, các bạn thấy cái bàn của này bấm cái thế tay giống thằng La Thứ không? Đó thì tương tự, thì từ thằng Đô Thứ á, thì nó lại thằng Đô nó lại cao hơn thằng Si nửa cung, tương ứng với một ngang, cho nên là mình sẽ dịch chuyển lên là mình sẽ được Đô Thứ. Nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì cái này nó chạng nó hơi rắc rối một tí, các bạn phải cố gắng để mình đánh được những cái bài thế tay chạng nha. Thì ngón chỉ các bạn đạt vào cái ngang thứ ba, kẹp vào 5 giây thôi là đủ rồi, nhưng mà mình quan thì mình kẹp tới 6 giây luôn. Rồi thì cái ngón giữa này các bạn đạt vào cái dây 2 kẹp đĩa này, còn áp út đạt vào cái dây 4 và kẹp vào dây 3 đó, ở ngang này, và mình đánh từ dây 5. Các bạn có thể vận dụng những cái này, cái công thức này để mình có thể suy ra những cái âm tiếp theo, ví dụ như đô thứ ở đây luôn, thì đô thứ nó ở đây đó. Như vậy các bạn, thì video sau thì mình sẽ nói sâu hơn về cái thằng đô thứ thế tài trạng nha các bạn.